Năm nay là năm khởi đầu mạnh mẽ cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia. Với ý nghĩa đó, tôi hy vọng chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam lần này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, Tổng thống Yoon bày tỏ. Hi, xin chào. Chào mừng các bạn đến với Việt Nam Thức Giấc. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Như các bạn đã biết, nền công nghiệp đóng tàu của Việt Nam vẫn còn rất non trẻ, nhất là việc đóng các loại tàu chiến. Gần đây, nhờ các mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với các nước mà Việt Nam được các nước như Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản tặng các tàu tuần tra, giúp Việt Nam đẩy mạnh nghiên cứu và làm chủ công nghệ đóng tàu nhờ việc tham khảo tàu của các nước. Ngoài ra, thông tin mới đây nhất là Hàn Quốc quyết định tặng Việt Nam tàu tuần tra. Cảnh sát biển Hàn Quốc tài trợ tàu tuần tra cho Bộ Công an Việt Nam. Thông tin được đề cập tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm với Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc Kim Jong-uk. Theo Bộ Công an, việc Cảnh sát biển Hàn Quốc quyết định tài trợ tàu tuần tra cho Bộ Công an Việt Nam thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau trong hợp tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, tăng cường năng lực tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam. Theo Bộ Công an, ngày 21 tháng 6 năm 2023, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc do Ngài Kim Jong-uk, Tư lệnh Cảnh sát biển Hàn Quốc làm trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Chào mừng Tư lệnh Kim Jong-uk cùng các thành viên đoàn công tác Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc sang thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định lần gặp này là cơ hội quan trọng để hai bên cùng trao đổi, cụ thể hóa những phương hướng hợp tác giữa hai cơ quan. Bộ trưởng Bộ Công an cũng bày tỏ vui mừng trước quan hệ hai nước Việt Nam-Hàn Quốc đang đạt được những phát triển vượt bậc và toàn diện trên hầu hết tất cả các lĩnh vực. Trong đó, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc đã đạt kết quả tích cực. Trên cơ sở kết quả buổi làm việc giữa hai cơ quan vào tháng 4 năm 2023, hai bên đã tích cực trao đổi, phối hợp để nhanh chóng triển khai các chương trình, kế hoạch hợp tác đi vào thực chất, hiệu quả. Sắp tới, hai bên ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát biển Đại Hàn Dân Quốc. Đây sẽ là điểm nhấn trong triển khai chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của hai nước, là cột mốc quan trọng trong việc xác lập những cam kết lâu dài của hai cơ quan và những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Hàn Quốc tài trợ tàu tuần tra cho Bộ Công an Việt Nam. Đặc biệt, tại cuộc gặp, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao việc Cảnh sát biển Hàn Quốc quyết định tài trợ tàu tuần tra cho Bộ Công an Việt Nam. Điều này thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ của phía Hàn Quốc trong hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, tăng cường năng lực tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng Cảnh sát Việt Nam, Bộ Công an cho biết. Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, sau khi bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai cơ quan ký kết, hai bên tích cực triển khai các hoạt động hợp tác trọng điểm mà Hàn Quốc có thế mạnh và phù hợp với nhu cầu của Bộ Công an Việt Nam. Trong đó, tập trung triển khai tiến độ hai tàu tuần tra được Cảnh sát biển Hàn Quốc chuyển giao cho Bộ Công an Việt Nam. Cảnh sát biển Hàn Quốc hỗ trợ tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho Cảnh sát đường thủy Bộ Công an Việt Nam để làm chủ tàu tuần tra do Cảnh sát biển Hàn Quốc tài trợ. Tiến hành trao đổi đoàn lãnh đạo và cấp làm việc để nắm bắt thực tế tình hình hoạt động của Cảnh sát biển Hàn Quốc và Cảnh sát đường thủy Việt Nam, từ đó đề ra các kế hoạch cụ thể nhằm đưa hợp tác hai bên ngày càng có chiều sâu, tương xứng với tiềm năng hợp tác của hai cơ quan. Về phía Hàn Quốc, Tư lệnh Kim Jong-uk khẳng định sẽ thúc đẩy hoàn thành các nội dung hợp tác trọng điểm giữa hai bên, trước mắt sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục để sớm bàn giao tàu tuần tra cho phía Bộ Công an Việt Nam. Đồng thời, đề xuất chính phủ Hàn Quốc cung cấp những hỗ trợ kỹ thuật, bảo dưỡng đi kèm theo tàu tuần tra này, Tư lệnh Kim nhấn mạnh. Quyết định tặng tàu của Hàn Quốc giữa lúc Tổng thống Hàn Quốc sang thăm Việt Nam gắn kết thêm mối quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp. Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân bắt đầu chuyến thăm Việt Nam. Khoảng 10 giờ ngày 22 tháng 6, chuyên cơ chở Tổng thống Yoon Suk-yeol hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Việt Nam. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc diễn ra theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc sẽ có 3 ngày ở Việt Nam với hàng loạt cuộc gặp. Các hoạt động chính thức đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 6. Sau lễ đón tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Yoon sẽ hội đàm. Hai nhà lãnh đạo sau đó sẽ chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện, gặp gỡ báo chí để thông báo kết quả cuộc gặp. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên mà Tổng thống Yoon đến thăm sau khi lên nắm quyền tại Hàn Quốc vào tháng 5 năm 2022.
Trước đó, vào tháng 12 năm 2022, Hàn Quốc và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc KCCI, tháp tùng ông Yoon trong chuyến thăm Việt Nam là phái đoàn gồm hơn 200 doanh nghiệp đến từ quốc gia Đông Nam Á này, bao gồm lãnh đạo của những tập đoàn hàng đầu như Samsung, SK, Hyundai Motor. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Yoon cùng đoàn đại biểu Hàn Quốc sẽ gặp gỡ các lãnh đạo của Việt Nam và người đứng đầu những doanh nghiệp trong nước để thảo luận về hợp tác trong chuỗi cung ứng và các ngành công nghiệp trong tương lai. Tổng thống Yoon khẳng định Việt Nam là quốc gia trọng điểm trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hàn Quốc, do đó hợp tác giữa hai nước cần được phát triển sâu rộng hơn nữa. Phạm vi hợp tác cần được phải mở rộng từ các lĩnh vực sản xuất, chế tạo sang lĩnh vực dịch vụ trong các ngành như tài chính, phân phối lưu thông hàng hóa, công nghệ thông tin, nội dung văn hóa và các lĩnh vực dịch vụ khác. Năm nay là năm khởi đầu mạnh mẽ cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia. Với ý nghĩa đó, tôi hy vọng chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam lần này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, Tổng thống Yoon bày tỏ. Nói về mối quan hệ Việt-Hàn và tương lai kinh tế Việt Nam, chuyên gia giáo sư Hàn Quốc nhận định. Chuyên gia, đối với Hàn Quốc, Việt Nam phần lớn đã thay thế Trung Quốc. Giáo sư khoa tiếng Việt Park Yong-hang tại Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc đã nói về ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 22-24 tháng 6. Theo ý kiến chuyên gia Hàn Quốc, chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Yoon Suk-yeol mang ý nghĩa quan trọng bởi đây là lần đầu tiên sau 5 năm kể từ khi Tổng thống tiền nhiệm Moon Jae-in thăm Hà Nội và đây là chuyến thăm đầu tiên sau khi kết thúc đại dịch COVID-19. Nếu trước đó, nhà lãnh đạo Hàn Quốc ưu tiên thúc đẩy cái gọi là ngoại giao giá trị, thì trong trường hợp với Đông Nam Á, định hướng cơ sở không nhất thiết liên quan đến hợp tác thực tế hoặc ngoại giao tập trung vì lợi ích quốc gia. Đối với Hàn Quốc, Việt Nam phần lớn đã thay thế Trung Quốc để trở thành điểm đến đầu tư của Hàn Quốc và nói chung là đối tác kinh tế quan trọng nhất. Do đó, việc sớm nối lại các hoạt động trao đổi kinh tế bị gián đoạn do đại dịch COVID có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Seoul. Điều quan trọng, đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc kể từ sau chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm ngoái, nâng quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược toàn diện, Park Yong-hang lưu ý. Mặc dù Tổng thống Yoon đã tham dự hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc ASEAN được tổ chức vào ngày 11 tháng 11 năm ngoái tại Campuchia, nhưng đó là hoạt động ngoại giao đa phương. Còn bây giờ, Việt Nam đã được chọn cho chuyến thăm song phương đầu tiên. Do luật tiêu chuẩn công nghiệp thắt chặt và đặc biệt là việc thông qua luật mới về dịch vụ cứu hỏa, đầu tư của Hàn Quốc và Việt Nam đã giảm sút nghiêm trọng. Như vậy, theo kết quả của quý 1, đầu tư đã giảm 70% và vì những lý do tương tự. Các nhà đầu tư lớn nhất khác bắt đầu đầu tư ít hơn vào Việt Nam, Nhật Bản 46%, Trung Quốc 38% và Singapore 26%. Đồng thời, xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm 5,5 tỷ USD so với cùng kỳ, chuyên gia nói. Điều này một phần là do sự bất ổn trên thị trường tài chính quốc tế sau sự phá sản của một số ngân hàng Mỹ vào hồi đầu năm, khiến các công ty có kế hoạch đầu tư vào Việt Nam không thể huy động được nguồn vốn cần thiết, chuyên gia Hàn Quốc nhận định. Vì vậy, việc tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Yoon trong bối cảnh này là một tín hiệu quan trọng cho thấy Hàn Quốc kỳ vọng trong thời hạn ngắn nhất và phương cách quyết đoán nhất tập trung vào Việt Nam với tư cách là đối tác đầu tư chính của mình. Chuyến thăm này chắc chắn sẽ có nhiều hiệp định được ký kết, AD sẽ theo dõi chặt chẽ, xem có tin gì hot sẽ nhanh tay chia sẻ tới các bạn nha. Còn bây giờ AD xin kết thúc video tại đây. Like nè, chia sẻ, đăng ký ủng hộ Việt Nam Thức Giác nhé. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!